cái câu này, cái đoạn này nghe thấy lý thú này, đoạn này nghe phải nói, nghe qua tỏ ngày lý luận, ngày luận về cái sự chứng của Bồ Tát Quan Âm hay này. Muốn làm chuyện ác mà cầu Bồ Tát thì chẳng những không được phước báu mà còn mắc họa, do tâm ác chiêu cảm sự ác đến, rồi hỷ bán Bồ Tát, sao Bồ Tát không gia hộ cho mình. Chỗ này ngài hay nhắc đó, tâm phải tâm thuần thiện thuần tịnh. Chúng ta thấy những người vãng sanh, những người cảm ứng Bồ Tát, hầu như những người này là những người có nhân hậu, thuần thiện, có tâm cung kính, có cái tâm tốt lành. Không thấy cái ai mà cái tâm ác ôn sát hại sinh vật mà cầu Bồ Tát được đâu, không thấy đâu. Những người đó chết rồi mới thấy cái cảnh tượng của họ kinh hồn khiếp vía luôn. Nghe cái chỗ này nghe vô là thấy cảm xúc hay liền. Ấy là vì triệt chứng di tâm, tỏ trọn tự tánh, vặn lòng bi đồng thể, khởi lòng từ vô duyên, lấy niệm của chúng sanh làm tâm, lấy hết thảy cảnh trong pháp giới làm lượng. Do vậy biết vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát, cho nên được mây từ bổ văn, sóng trào biển bi, hễ cảm liền ứng, không chuyện nào chẳng thỏa nguyện. Nghe cảm xúc hay không? Nghe tự nhiên mình thấy cái lối văn của ngài nói rất sâu sắc mà rất dễ hiểu. Vận vô tận pháp giới, vô lượng chúng sanh đều ở trong tâm tịch chiếu của Bồ Tát. Chúng sanh nghĩ cái gì Bồ Tát biết hết, không thể xen vô nhân quả họ được. Phải làm sao cái danh hiệu này để chuyển tâm tà thành tâm chánh, tiễn chuyển tâm ác thành tâm thiện, thì lúc đó rồi trăng với nước nó có sự giao thoa với nhau, nó có sự cảm ứng với nhau, nó có thể là gì? Tương thông với nhau. Cái chỗ này là cái chỗ mà Bồ Tát muốn nói cho chúng sanh niệm danh hiệu ta phải thay đổi được lòng tà, phải thành tâm mà niệm. Gặp ác nạn tuy rằng con người đã ác, đang vượt biên đã biển không, những người này đang ăn thịt chúng sanh, đang ác, đang tạo nghiệp xấu ác không, mà thành tâm lên niệm thì ngài vẫn cứu cấp kỳ ngay lúc đó qua cái nạn luôn. Nhưng mà để mà thoát khỏi tham sân si mạng nghi, để mà thoát khỏi luân hồi thì người này phải dụng công thêm, chứ không phải nhiều đó đủ đâu. Cái chỗ này mình lý luận tới lui thì cuối cùng ngài gì? Ngài vẫn cứu những người ác. Nếu thành tâm trong một chút lát đó thì ngài vẫn cứu vượt qua. Nhưng người đó mà thoát khỏi ác luôn mà cứ cầu làm ác thì không được đâu. Quan Âm chính là quá khứ cổ Phật, làm bậc phù tá Phật Di Đà, niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương vẫn có thể được như nguyện. Cái này tổ quan nói ngang. Lạy Bồ Tát Quan Âm, cầu Bồ Tát Quan Âm, niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, lúc lâm chung Bồ Tát Quan Âm chung với Phật Di Đà, cầm tràng phan bảo cái xuống và cầm nước cam lồ rưới nơi đầu của mình. Bởi vì Bồ Tát Quan Âm trong 12 nguyện đó, cái nguyện là gì? Nam mô tiền tràng phan hậu bảo cái Quan Âm Như Lai, tiếp dẫn Tây Phương nguyện, tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái nguyện của Bồ Tát Quan Âm chung với Đức Phật Di Đà, cho nên niệm Quan Âm vẫn được vãng sanh như thường. So sánh công đức niệm Quan Âm, Địa Tạng, Di Đà vân vân chính là nhằm khiến cho người ta phát tâm quyết định niệm Phật, chẳng có ý niệm đổi dời mà thôi. Nếu chấp chết cứng vào lời ấy, chẳng hiểu được ý, sẽ trở thành oan uổng cho Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, gặp nạn niệm Quan Âm, lúc lâm chung niệm Di Đà, uyển chuyển làm sao cho phù hợp, chứ không phải cứng ngắc một việc đó. Niệm Quan Âm cầu sanh Tây Phương cũng được vãng sanh Tây Phương, nhưng chớ nên bảo cần gì phải niệm A Di Đà Phật, bởi lẽ Quan Âm chính là phù tá của Đức Phật Di Đà, Phật Di Đà là chủ, Quan Âm là khách, Phật Di Đà như quốc vương, Quan Âm như chủ tể, người đứng đầu các quan, khéo hiểu ý, ắt chẳng trở ngại gì. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên lá thư số 326, thư trả lời cư sĩ Đinh Phổ Tịnh. Hôm trước chúng tôi ra Đà Nẵng, nhiều người đặt cái câu hỏi: thầy hôm nay chỉ cho người ta trì đại bi, chỉ cho người ta lạy Quan Âm, chỉ niệm Quan Âm. Như vậy Hòa Thượng Tịnh Không nói niệm chuyên nhất một câu Phật hiệu A Di Đà Phật là A Di Đà Phật, một bộ kinh chuyên nhất không xen tạp vãng sanh. Như vậy hôm nay sao thầy chỉ như vậy? Thầy chỉ trái ngược với lời Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng tôi không chỉ trái ngược với lời Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng Tịnh Không nói đúng và chúng tôi chỉ đúng theo lời văn sao.
Và Thượng Tịnh Không nói điều này là Ngài hành được. Và có nhiều người chỉ một câu Ami Thổ Phọ, A Di Đà Phật, như Ngài Hải Hiền, một số các vị thượng căn thượng trí, thì Ấn Tổ nói hai việc. Một là bế quan. Bế quan thì có thể là chuyên nhất thâm nhập một bốn được. Còn hai người này phải là gì? Thượng căn thượng trí, chứ còn không là chúng sanh phàm phu trung hạ như chúng ta, mà Ngài nhận là Ngài trung hạ nha. Trung hạ như chúng ta sanh dễ chán, dễ sanh chán, dễ sanh chán. Không thể đi hết đường nổi đâu, không thể hết một cái lộ trình giữ một danh hiệu Phật. Hôm nay có nhiều thầy, nhiều một số người gần như là phản bác chúng tôi kịch liệt về cái chuyện trì đại bi, mà hồi nãy thầy tánh là đọc gì? Quan hai thời sáng tối công phu ra, tối trì 50 biến hoặc 25 biến. Ngài nói là Ngài trì đó ngang, chứ không phải Ngài nói là lừa gạt chúng ta đâu. Và nếu mà có tro hoặc nước hoặc gạo thì tôi trì 75 biến. Bởi vì lúc đó không có máy, cho nên thành ra Ngài trì bằng miệng là cái sức khỏe Ngài đến đó. Còn nếu mà có máy thì chúng tôi nghĩ 108 một lần hoặc 54 là không thành vấn đề. Quý vị có làm điều này chưa? Đó, buổi chiều chúng ta ở tại đây một thời khóa 54 biến là quý vị thấy ổn đúng không? Quá ổn luôn. Mà cái đạo tràng mà có thần chú đại bi của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn để mà gia trì thì đạo tràng này yên ổn. Mà từ khi mà trì đại bi lên trong theo thời khóa, chúng tôi thấy rõ từ cái kinh tế nó cũng ổn, qua hai cái đợt dịch kinh hồn khiếp vía, rồi từ cái đại chúng vân vân, mọi thứ đều ổn và chùa chiền ổn. Hôm qua chúng tôi nói thầy Phiên, hai cái trận dịch này mà chúng mình vẫn ở yên ổn, chứ không phải đuổi về nhà, đuổi đi chùa khác, là cái chuyện này không phải dễ được đâu. Bọn phàm phu mình không có làm được đâu. Mình không có đủ sức bơi lội qua bờ bên kia, cần phải thuyền đưa. Cái sức bơi lội của mình là không thể nào bờ qua kia được đâu, qua kia là do thuyền. Nhưng mà mình không muốn đi thì thuyền cũng không chở mình đi được. Cái sức của mình để ổn định đạo tràng trong những lúc dịch bệnh, mà nhất là lúc kinh tế xuống cấp như vậy, không phải cái tự lực phước báu của mình làm được đâu, mà do đó là thần lực chú đại bi, niệm Quan Âm, niệm Phật, tu hành đấy. Mà nếu mình không muốn thì cũng không có cái sự gia trì đó đâu. Hiểu chỗ này không? À, như vậy thì Ấn Tổ lý luận sao? Ngài nói tôi không đã phá cái người chuyên nhất. Lúc đó cũng có người chuyên nhất một câu Phật hiệu bốn chữ. Thì Ngài nói là tôi không có đã phá chuyện này. Nếu các vị tu được như vậy thì tốt lắm. Gọi đó là chuyên nhất một môn cũng tốt. Nhưng mà gì? Nhưng mà để thâm nhập một môn này, để vô tâm bụi hoặc nhất tâm bất loạn á, thì trong thời này tìm khó có. Dẫu cho nhất tâm bất loạn, nhưng mà người này không đủ tín nguyện, người này vẫn không được vãng sanh. Người này chưa nhất tâm bất loạn, người này đủ tín nguyện thì các phước đức nhân duyên, lúc lâm chung 10 niệm vãng sanh, đế nghiệp vãng sanh. Quan trọng vẫn là tín nguyện. Còn đừng có trầm hâm vô là phải một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, à, thêm thần chú đại bi chỉ niệm Quan Âm là sen tạp. Nói vậy không đúng. Lúc trước chúng tôi nói cái điều này, nhưng hôm nay chúng tôi đọc vào văn sao, chúng tôi không phải nói sai hoặc nói ngược lại, mà nói theo văn sao là gì? Ăn cơm trắng suông, tức là niệm một câu Phật hiệu, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, cũng giống như người ăn cơm trắng suông, cũng no, cũng đỡ đói. Nhưng người mà ăn thêm thức ăn kèm thêm cũng không hại gì. Người niệm Phật có thêm thần chú đại bi, thêm niệm Quan Âm làm các việc lành, cũng giống như người ăn cơm trắng mà thêm thức ăn cũng không hại chi. Nhưng mà biết đâu là chủ, đâu là khách, đâu là trợ là chánh. Niệm Quan Âm trì đại bi làm tất cả các việc thiện, đó là trợ hạnh. Mà biết đây là trợ hạnh để quy về chánh, mà quy về chánh đó là hồi hướng bản sanh Tây Phương. Đừng có nói tôi niệm Quan Âm tôi sen tạp, tôi niệm Phật không chuyên nhất. Đừng có nói vậy. Nói vậy là không có hiểu. Niệm để cầu sự gia trì, để tiêu nghiệp. Niệm Phật cũng tiêu nghiệp, niệm Quan Âm cũng tiêu nghiệp, niệm chú đại bi cũng tiêu nghiệp. Nhưng mà cái tính tâm để mà khởi lên, để mà nguyện vãng sanh, cái chỗ này là quan trọng. Mà người có tính tâm thì người đó có cái hành trạng như thế nào? Cuộc đời sống ở đây họ xem rất thường, rất bình thường. Họ không có để toàn tâm ở đây. Họ thấy đây là cái nhà xí không đáy. Mới nghe hồi sáng, hồi sáng trước khi lên trên này là 2 giờ kém 10 phút chú Quảng Tịnh xuống chở lên, đi vô trong động vừa thắp nhang nghe Ngài nói, người có tín nguyện là người thấy cõi này như là nhà xí chán chường, gọi là xả ly, thấy Tây Phương Cực Lạc là quê nhà sẵn có, Đức Phật Di Đà đã dành sẵn rồi. Mà nếu mà tha thiết trong tâm thực sự như vậy thì người này có tín nguyện. Hiểu rõ. Cái chỗ này là cái chỗ khó khởi niệm lên đấy. Nếu mà niệm Phật A-di-đà chuyên nhất được, nhưng mà không có cái nguyện xả ly và hân nguyện về Cực Lạc,
người này không được vãng sanh đâu, tính nguyện vãng sanh hay không do tính nguyện, phẩm vị thấp hay cao là do hành sâu hay cạn. Cho nên thành ra mình phải lột trần ra cái việc là niệm Quan Âm cũng được vãng sanh, trì thần chú ở đi lúc lâm chung niệm Quan Âm vẫn được vãng sanh, ăn cơm trắng cũng được, cũng đỡ đói mà kèm theo thức ăn cũng không sao, niệm một câu Phật hiệu cũng được, nhưng mà coi thử coi có chuyên nhất hay không, hay là không chuyên nhất rồi niệm không có thuộc chú đại bi rồi không chịu niệm Quan Âm rồi đã phá mang tội chết đấy. Phải hiểu rõ cái pháp môn tu chứ đừng có lòng vòng rồi nói bậy bạ rồi cuối cùng không có theo người đi trước. Ấn Độ nói thời nay là họ lập theo cái điều kiện mà gọi rằng là theo cái kiểu của họ thôi, theo cái ước định của họ thôi, không có theo cái tiền lệ của các vị tổ đi trước. Ngài nói như vậy là ngài lập theo cái tiền lệ của các vị tổ, các vị kinh sách có căn cứ đó, còn mình gặp theo cái tiền lệ của mình đi trước, có thể hợp người này mà không hợp người kia đấy. Nhưng mà ngài thì gì, nó bao quát trọn vẹn. Có những người họ thích trì chú, mình gieo duyên cho họ trì chú, sau một thời gian mình mới nói rằng là gì, trì chú để tâm mật tương ưng thì trong đời này không có ai rồi, mà trì chú để mà cảm thông với các vị lạc ma hay là cảm thông được với các Phật Bồ Tát, mà tâm chưa chuyên nhất mà cầu cảm thông thì cứ chừng bị ma sự khởi lên. Tâm chuyên nhất, tâm thanh tịnh thì tự nhiên nó cảm thông, chứ mà cầu cảm thông, cầu cảm ứng mà chưa có chuyên nhất thì tâm này là tâm loạn động hợp với ma, ma giả ra phát điên cuồng thời nay nhiều lắm. Trời, không đọc văn sao là nguy hiểm vô cùng, đi lạc đường như không, chứ không phải đơn giản. Cho nên ngài cũng không phải đã phá cái chuyện cầu, cầu đó là cầu cái sự gia trì của ngài, nhưng mà tâm mình phải là chuyên nhất. Nếu mà chưa chuyên nhất mà cầu cảm thông thì ngài nhắc hoài coi chừng ma sự khởi lên, nguy hại vô cùng. Tu không phải dễ đâu. Một cái ngành nghề là bốc thuốc nam, học bác sĩ, người ta phải bao nhiêu năm dầm mình và phải toàn tâm toàn lực đổ vô đó, họ thành bác sĩ đông y tây y, đó là chữa cái thân mạng thôi. Còn để mà học để làm thánh hiền, để giúp cho người khác vãng sanh, liễu sanh thoát tử, cái chuyện này khó gấp trăm ngàn lần, chứ không phải đơn giản đâu ngang. Học ba cuốn kinh lấp nháp rồi nói bậy bạ không được đâu. Không phải là chúng tôi nói như vậy là chúng tôi tự khoe khoang mình là giỏi, mình là biết hết, nhưng mà chúng tôi đang tán thán cái bộ văn sao Ấn Tổ. Ngài là vị cổ Phật Đại Thế Chí rồi. Trong cái lá thư ngài nói Bồ Tát Đại Thế Chí và Quan Âm là cổ Phật. Rõ ràng những cái điều này là chúng tôi nói quý vị rõ ràng. Muốn nghe nữa không ta? Ngồi nghe sướng quá trời mà làm gì đâu. nhưng mà nghe mà không có thẩm thấu được, rồi để đó rồi đi lý luận, giống như là người ăn bị bội thực, nghe nhiều học nhiều quá để đó, mớ kiến thức tri kiến, ăn nói trơn tru. Ấn Tổ bở, ăn nói trơn tru, ta là đại thông gia, phiền não không có gọt chút nào, tâm cung kính không có, đọa như chơi, dẫu là học Phật pháp. Giống như là gì, rắn uống nước thành độc độc á. Còn người mà họ nghe đến đâu, họ thực hành đến đó, họ cung kính, họ làm được, giống như bò uống nước thành sữa. Một con rồng mà rồng đất á, dầu cho nó ngâm trong nước á, toàn thân nó là nước, nó cũng rã tan. Dẫu người đó hàng ngày học Phật pháp thiệt nhiều, là tiến sĩ học thiệt giỏi, mà không cá hành giống như con rồng đất, chả lợi ích gì. Còn con rồng thiệt á, nó chỉ ngậm một giọt, một ngụm nước thôi, có thể là mưa khắp hồng vũ. Người có căn lành họ chỉ nghe đến pháp môn tịnh độ thôi, vậy mà họ làm được, họ liễu sanh thoát tử. Chỗ này là cái chỗ Ấn Tổ hay nhất. Rồi bây giờ nói đến thần chú Đại Bi. Trước kia quan chẳng trì chú, năm Dân Quốc 21 bế quan tại chùa Báo Quốc, mẹ ông Ngô Hằng Tôn ở ngõ cầu Tây Hoa bệnh tình nguy cấp. Ông Hằng Tôn đang ở Bắc Kinh, người nhà vội đánh điện gọi ông về. Vợ ông ta sai người đến chùa Báo Quốc xin quan tụng cho một chén nước đại bi. Quan liền tụng ba biến, bảo cầm về uống vào, bà cụ liền tỉnh lại, không còn trong tình trạng nguy hiểm nữa. Sợ Hằng Tôn lo lắng, họ bèn đánh điện nói bệnh đã không còn nguy cấp nữa. Có ba biến, cái tâm của ngài mà tụng ba biến, mình bệnh bằng 3000 biến. Tâm Bồ Tát là khi mà nhìn Phật là thấy Phật Thích Ca là Phật thiệt, Phật Di Đà là Phật thiệt, tuy là giấy cốt xi măng. Ngài nói điều này ngài làm được rồi đó. Nếu nhìn là giấy, là cốt, là xi măng thì chỉ là Phật giấy cốt xi măng, mà còn hỷ bán kêu đây là giấy không phải là Phật thì tội chết luôn à. Mà hỷ bán giấy chưa vẽ là tượng thì không sao,
mà thấy đây là Phật thiệt thì công đức vô lượng. Khi Ngài trì đại bi, Ngài thấy là Bồ Tát Thiên Thủ đang là gia trì cho Ngài vô trong nước, còn mình trì là thôi, nghỉ, hết gạo, hết cơm, rồi hết mắm, hết muối, rồi con cái thì nó tùm lum lu tu hết trơn. Tâm của mình chi chân nhất Ngài, ba biến mà Ngài có thành công, bà này mang về uống là tỉnh liền, ghê chưa? Nhưng mà mình chưa chuyên nhất thì bây giờ mình sao? Tụng lâu ngày nó mới chuyên nhất chứ. Đâu phải phàm phu tụng cả được liền đâu. Đâu phải ăn một miếng cơm là no đâu. Một miếng cơm no làm gì, ăn hai ba chén mới no chứ. Tụng một thần chú đại bi mà tụng một vài biến là được thanh tịnh liền không? Làm gì có, bọn phàm phu mới làm gì có. Uống một ngụm nước là hết khát liền không? Làm gì có. Niệm một câu Phật hiệu là niệm trong một thời là thanh tịnh liền, chứng liền có không? Không có. Phải có thời gian để mà gì, hành trì. Thần chú đại bi Hòa Thượng Tinh Hó nói chữa 84.000 thứ bệnh, trong đó có bệnh sida, bệnh S. Sida là bệnh S đó, bệnh Covid-19. Tất cả các bệnh nằm gói gọn ở trong này. Thế gian này có bệnh gì thì thần chú đại bi chữa được hết. Cho nên Ngài trì thêm thần chú đại bi. Chúng ta ngồi suy nghĩ hoài, ổ sao Ấn Tổ không có niệm Phật vô nước cho người ta uống ta? Sao Ấn Tổ Ngài không có niệm Phật và trong tro trong gạo mà Ngài lại chuyển sang thần chú đại bi? Thì à, mỗi cái pháp nó có cái đặc dụng của nó, mỗi cái pháp có cái màu nhiệm trong đó, cho nên Ngài mới dùng đúng pháp nó như vậy. Nhanh cực kỳ, lệ làng, ngàn tay ngàn mắt ứng hiện trong sát na, cho nên Ngài mới trì tụng nó. Có nhiều người họ nói bằng cái cách của họ là họ nói tôi chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, thanh tịnh rồi, dẹp đi, không cần thần chú đại bi, trì vô nó sen tạp. Nói nhiều lắm, nói cho mạng nhiều lắm. Ông thầy Giác Nhàn bữa nay là ông ngoại lai rồi, ông theo ai đó? Trời, theo tổ chứ theo ai trời. Hôm bữa giờ nói hoài, như một số Phật tử gì, họ vẫn gì, họ vẫn bán tín bán nghi, đi hổ tùm lum, đọc ngay văn sao cho nghe rồi mà vẫn không đủ sức tin. Trời ơi, tội nghiệp như vậy. Cho nên có ông đó ông nói tụng chú này có công đức như vậy, tụng chú dược sư thì hết chữa hết bệnh, rồi tụng đại bi thì vượt khổ, rồi tụng này tụng nọ. Thì Ấn Tổ Ngài nói, ông nói như nó mớ, biết nói mớ không? Mấy người mới ngủ thức dậy mớ biết không? Mớ, chả biết gì hết trơn, nói mớ. Cái công đức của thần chú đại bi có thể chữa bệnh, có thể cứu nạn như dược sư. Và công đức dược sư có thể cứu nạn, cứu chữa bệnh. Và công đức của cái pháp của Phật là chú dược sư, hãy niệm danh hiệu Phật dược sư, Phật Di Đà, Phật Quan Âm, nó có công đức là phổ dụng hết, phổ cập hết và phổ độ hết. Chứ không phải là chú này được công đức này, rồi chú kia được công đức kia. Ông như vậy là ông phân tâm, ông đem cái tâm phàm phu ông mà đi suy nghĩ Phật Pháp, không phải vậy. Ghê không? Ghê không? Nhưng mà như vậy vì sao mà niệm Quan Âm và niệm Phật phải đúng thời đúng lúc? Dĩ nhiên là niệm Phật là đầy đủ hết trong đó rồi. Nhưng mà điều gì? Lòng tin họ không đủ, họ cần phải thêm Bồ Tát Quan Âm hỗ trợ cho họ có niềm tin. Chứ không phải Phật không có đủ sức gia trì, hay cực kỳ đối với từng căn cơ chúng sanh. Phần thần chú đại bi danh hiệu Quan Âm danh hiệu Phật, trong nhà người nào bắt đầu mở lên mà mình không có tụng suốt ngày nổi mở máy. Cái máy này nó cực kỳ là hay. Vừa rồi bận công chuyện không có thể buổi chiều tụng được, thường là 54 buổi chiều, 54 buổi sáng, làm luôn 108 bằng máy. Thì khi mà bằng máy 108, cái lúc mà nó vừa qua khỏi 54, mình thành thói quen hàng ngày mình trì đó, thì nó hơi mệt, nó hơi gắt một chút, nó hơi mệt một chút xíu, mà mình vừa ráng ép nó qua được một cái rồi thì thôi an ổn, an ổn. Nếu không được mình chia làm hai ra cũng được. Chúng tôi khuyên trong ngày hôm nay, ngày 19 lễ Quan Âm, chúng tôi khuyên mọi người nếu một tháng lại 500 danh hiệu không nổi thì mỗi ngày chia ra 100, 5 ngày hết là 500. Rồi hàng ngày 54 biến đại bi là cái tâm bồ đề mình kiên, tương đối là nó ổn đó. Tương đối chúng tôi thấy cái pháp mà mình dụng như vậy là ổn. Còn hàng ngày niệm Phật suốt luôn, hàng ngày niệm Phật suốt, nếu mà nó đang ổn, bốn chữ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật gặt miết, đề cử miết, kháng cử miết với vọng tưởng bằng cách niệm hai chữ thôi. Có nhiều lúc chúng tôi niệm A Di Đà Phật luôn, cái lúc nó trớt, cũng như là mình nó đến nỗi mà cái tâm mình nó yếu quá, thực ra không có dài nhưng mà tâm mình nó yếu, cho nên thành ra mình ngắt ra cái Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, ngắt ra tự nhiên cái tâm mình nó chịu, nó êm. Còn nếu mà cái miệng mình là Nam Mô Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật thì nó ra tiếng thì mình nhiếp nó rất là dễ, nhưng mà trong tâm đó, có nhiều người bây giờ trong tâm niệm nó nhạt nhòe, nó yếu nhớt à,
mà suy nghĩ bậy bạ, hoặc suy nghĩ mà trời ơi đất hỡi, hoặc suy nghĩ lợi mình hại người, hoặc suy nghĩ mà danh lợi, hoặc suy nghĩ gì mà bực bội tức tối nó mạnh kinh hồn luôn, mà trong tâm nó yếu nhất, thì bây giờ mình phải dùng cái cách là gì? Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô A Di Đà Phật, ngắt nó ra, ngắt nó ra, ngắt nó ra. Có nhiều lúc chúng tôi niệm A Di Đà Phật nó trớt 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 sao nó suy nghĩ tùm lum, chúng tôi gặt nó lại bằng hai chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nhiên nó vô. Thử coi, cái tâm mình nó yếu quá cho nên mình mới ngắt bớt. Cho nên Ấn Tổ nói là niệm 6 chữ trong tâm á là khó niệm, 4 chữ dễ niệm hơn. Mà chúng tôi niệm 4 chữ mà còn khó, nó còn bị vọng tưởng, cho nên ngắt bớt 2 chữ luôn cũng thành câu thôi. Vậy mà nó dễ vô. Đó là chúng tôi thấy nó như vậy. Cho nên thành ra cái máy thì khi mà mở trong nhà mình thì khi vừa vô nghe Đại Bi, vừa vô nghe Văn Sao, vừa vô nghe Quan Âm, tự nhiên tâm mình phát lên cái tần số là gì? Bắt đầu đã có Phật Bồ Tát trong nhà, trong tâm mình. Cho nên mở máy suốt luôn. Mà máy làm ra bao nhiêu cũng không đủ. Hôm nay là 11.000 cái rồi đó. Ai xin máy MP3 giơ tay lên nữa. À, lúc nào cũng xin, lúc nào cũng giơ tay. Thôi chút nữa cho. Tính ra 11.000 thì ở đây là 8.000 rồi. Mà 8.000 máy ở đây nè, cho ở đây là 9 nè. Chưa tới 500 người xung quanh đây. Không biết lấy mang đi đâu tài thì chắc lấy cho người ta thôi chứ không có bán đâu ha. Phật tử ở đây ngoan lắm. Trời, hôm bữa ra Đà Nẵng mấy người bị mù. Mấy người bị mù khi cho họ 10 triệu với mấy cái máy xong họ cầm về quý như vàng. Bây giờ họ đâu thấy đường đâu. Mình thấy đường, mình thấy bình thường, mình đi coi cái này, đi nhìn cái nọ. Dân nhàn hỏi sao bữa nay vô thăm thầy nhàn vui không? Có thấy thầy nhàn không? Mới kêu mù mà làm gì thấy. Xong rồi cho máy về. Vì sao cô dẫn hương ra cho thêm 5 triệu nữa. Mà họ kêu trời ơi thầy nhàn cho 10 triệu, cô này cho 5 triệu nữa. Rồi máy đồ sướng quá. Họ thấy như vàng, còn mình thấy như đất. Nhiều lúc phải nói cho cái tâm phàm phu nó lòi ra nghe. Quý vị biết thầy tánh với chúng tôi mà khi mà gọi rằng mua máy về đó nghe. Mà đồng tiền chúng tôi mỗi ngày cái cô đó gửi cúng cái 5.000 tiền Việt Nam, mà chúng tôi coi cái chuyển 5.000 thì phải tốn 1.600 rồi đó. Mỗi ngày, ngày nào cũng 5.000. Rồi bắt đầu cúng từng đồng từng cắt góp vô để mua hôm nay là gần 2 tỷ tiền máy. Hôm nay không phải kể lễ mà nói là chúng tôi đầu tư vô cái máy này là nó quan trọng. Bởi vì trì thần chú Đại Bi, lễ Phật, lễ Quan Âm, rồi trong này có Văn Sao, lời chúng tôi giảng, chúng tôi nói còn hơn cục vàng mà cầm thấy giống cục đất, phải không? Là vì sao vậy? Bởi vì không quý trọng pháp bảo. Mấy người họ xin họ đi bán nữa. Có cái người đó họ xin 10 cái cũng cho, lúc trước hay cho 10 cái, bữa nay cho có 1 cái à. Mà mang tới bưu điện, mang tới kêu tiền tương cứu phí 100.000, anh kêu thôi trả đi, 100.000 không có đâu. Trời, 100.000 chưa được như cái máy mà họ kêu họ tốn tiền không chịu cho, không là họ đi bán thì được. Cho nên ra mấy thầy mấy chú phải cẩn thận về cái chuyện này, họ lợi dụng á.